Cây này cây cần thăng nha các bạn. Cây này đang trồng trong cái chậu chữ nhật. Cây này cái cục này cái tâm vòng nè. Còn trên đây là khoảng cái eo chỗ này là mình đo khoảng 65 66. Chỗ cái mặt cũ à. Cái này mặt lưng. Cây này tao uống bài bản rồi. Liền ngọn rau. Cần thăng chưa tỉa luôn. Cây này của con em nè mình quay mình bán thôi. Xèo ngọn liền hết. Liền xèo. Cây này giao xe tải các bạn ơi, với lại ưu tiên xem tại vườn. Ưu tiên xem tại vườn nha các bạn, để mình để cái điện thoại cho các bạn coi. Cây này đang ngoài vườn không có đo. Ưu tiên xem tại vườn. Cây này bự lắm. Nay mình vô vườn mấy cây lớn lớn không. Cây này của em nha. Giá như tiêu đề nha các bạn. Giao xe tải chứ không có giao còn coi xuống thời vườn coi đi cho nó dễ. Cái ngọn chỗ này là khoảng 25. Cái ngọn là 25. Cái này nó cũng tương đối nhưng mà cái cành nó cũng chưa có cân lắm, cái cành nó so với cái thân nó chưa bự lắm. Cái này cũng được. Cái này trồng hơi bị nghiêng mà trồng lật ra sao tí xíu. Hơi bị chết về phía trước rồi. Cần thăng nha các bạn. Bự. Cái này bự.